mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Đông y gia truyền Hormone Sapkuap. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghề Đông y gia truyền trong dòng họ người dân tộc Hormone của vùng Tây Bắc Nghệ An, chị Miru may mắn được truyền lại bí quyết 12 bài thuốc, từ đó cho ra đời các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dưới dạng trà thảo mộc được bào chế 100% từ các loại thảo mộc tự nhiên không chất bảo quản.